khi các bạn gặp bài PowerPoint có cái âm thanh mà các bạn thích như này, thì các bạn muốn lấy cái file âm thanh này để chèn vào các bài PowerPoint khác thì cần làm như nào? Rồi, mình sẽ tắt cái bài PowerPoint đi. Ví dụ đây là cái file PowerPoint mà các bạn muốn lấy file âm thanh, thì các bạn sẽ kích chuột phải vào cái bài PowerPoint này. Sau đó các bạn sẽ tìm đến cái chữ đó là Open With, và các bạn nhìn thấy ở đây có từ Winsap. Đấy. Còn nếu như các bạn không nhìn thấy thì các bạn sẽ ấn vào chữ dưới cùng này cho mình để chọn những cái app khác. Đó, và các bạn ấn vào More App. Đó, thì các bạn sẽ tìm được cái Winsap. Đó, hoặc các phần mềm khác. Sau đó các bạn ấn OK. Thì lúc này nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ như thế này. Và ở đây các bạn nhìn thấy có chữ PPT, các bạn kích nút vào. Đó, sau đó các bạn tìm cho mình vào cái media. Đó, thì các bạn thấy cái biểu tượng có cái âm nhạc đó, media 1, đây chính là cái nhạc mà mình cần tải á. Thì các bạn ấn Ctrl C cho mình. Rồi quay sang đây, ấn Ctrl V thì các bạn tải được cái nhạc của bài PowerPoint này rồi. Đây, mở cho các bạn xem. Ngoài ra ấy, thì vẫn tại cái cửa sổ đó, các bạn có thể lấy được những cái hình ảnh của bài PowerPoint luôn. Ví dụ như hình ảnh này. Đó. Và các bạn cũng làm tương tự, các bạn copy, paste ra ngoài. Rồi, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.